chào các bạn, hôm nay mình đang có mặt tại giáo xứ Thủ Trì thuộc về hạt Nam Tiền Hải, giáo phận Thái Bình. Mình sẽ quay cảnh nhà thờ Thủ Trì cho các bạn xem. Bây giờ mời các bạn cùng mình đã tiến vào khu vực cuối nhà thờ để tham quan xem nhà thờ như thế nào. Nhà thờ này khá là lắm tượng bên trên. Có bộ cửa gỗ rất đẹp các bạn. Gỗ khắc cả tượng trên mặt gỗ luôn và có mấy hàng chữ. Bây giờ các bạn cùng mình sẽ đi khảo sát khu vực sân cuối nhà thờ. Bên cạnh nhà thờ là có một núi đá rất lớn các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng mình ra thăm núi đá. Đá rất là cao. Nhờ các bạn cùng mình sẽ đi xung quanh ngôi thánh đường. Cũng
cũng xin thưa với các bạn là tuần tới này là chầu giáo xứ Thủ Chính đây. Hôm nay mình quay cảnh trước một tuần cho các bạn xa quê. Bạn nào không biết về giáo xứ Thủ Chính thuộc về giáo hạt Nam Tiền Hải, giáo phận Thái Bình thì hôm nay mình sẽ quay cảnh nhà thờ cho các bạn đón xem. Một tuần nữa là chầu Chúa Giêsu Thánh Thể giáo xứ đây. Nền móng xây bằng đá các bạn nhé. Để các bạn cùng mình sẽ đi chung quanh. Mình sẽ quay cái tum nhà thờ để các bạn đón xem. Và sẽ không quanh qua đầu nhà thờ được, lại phải sang đi bên phía bên tay phải cuối nhà thờ đi lên. Bây giờ mình cùng các bạn đi trở lại và sẽ quanh sang bên kia. Nó hơi to một chút, mong các bạn có xem video thông cảm. Các bạn trồng cây tháp ở quê thờ trông rất đẹp. Có cây tháp lớn ở giữa, còn hai cây tháp nhỏ hai bên. Và các bạn cùng mình bây giờ sẽ tiến sang bên đồi công chính. Đây gọi là đồi công chính các bạn nhé. Có Thánh Giuse Thợ.
bạn cùng mình đi hết tham quan đồi công chính này nhé. Đây có một đài Thánh Vinh Kinh Tê ở khu vực phòng thường trực giáo lý, phòng thường trực của giáo xứ. Một lần nữa mình sẽ quay cuối nhà thờ cho các bạn xem lại một chút. Vì video mình sẽ dừng ở đây và mời các bạn cùng tiến bước cùng mình đi về khu vực nhà chung. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn.